Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 15 tháng 11 năm 2021 về việc săn sản vật mùa lũ muộn ở miền Tây. Mùa nước nổi năm nay về muộn và nhỏ, người dân ở vùng đầu nguồn Đồng Tháp, Long An vẫn tất bật giăng lưới. Hái năn, mưu sinh qua ngày, khoảng đầu tháng 9, nước từ sông Tiền theo kênh 17 Cù Lao Long Phú Thuận, huyện Hồng Ngự tràn đến các cánh đồng dọc biên giới, rộng hàng trăm ha, chu kỳ nước lên đồng năm nay trễ hơn một tháng so với trước. Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Tháp, mực nước lũ trong tỉnh thấp hơn năm 2020 từ 0,1 đến 0,2 m. Và so với trung bình hàng năm thấp hơn 0,4 đến 1,3 mét. Khi nước nhảy khỏi bờ là lúc người dân sống bằng nghề bà cậu đánh bắt theo con nước bằng nhiều ngư cụ như giăng câu, thả lưới, đặt lờ, lập giớm, dẫn dụ lươn bằng cách ủ xác thực vật. Bà Nguyễn Thị Khen, 48 tuổi, bên căn chòi nhỏ trên kênh 17, cách nhà 20 km. Suốt 4 năm qua, đây là nơi vợ chồng bà ăn ở tạm vào mùa nước nổi. Hàng đêm, họ đi đổ giớm, một loại ngư cụ phổ biến ở miền Tây, bắt cá cua. Sau 2 tháng theo con nước, họ kiếm khoảng 20 triệu đồng, đủ nuôi cả gia đình. Hết mùa, vợ chồng lại cuốn giớn về nhà, tiếp tục ra sông bắt cá. Từ hừng sáng đến 7 giờ, ông Thái Trái và ông Thắng lại lội đồng hành nghề xúc trứng nước. Loài giáp xác li ti dùng làm thức ăn cho cá giống. Ngư cụ làm bằng vải, may thành túi dài khoảng 10 mét. Họ cứ kéo túi, đi ngang dọc khắp đồng, với giá bán 4.000 đồng mỗi ký trung bình mỗi ngày. Họ có thể kiếm được 200.000 đến 300.000 đồng tùy lượng trứng nước được thương lái đặt mua. Một gia đình mưu sinh trên cánh đồng ngập nước thuộc huyện biên giới Hồng Ngự. Đàn ông chống xuồng, kéo lưới, phụ nữ lựa cá, còn đám nhóc thành thơi nghịch nước. Sáng 13 tháng 11, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đoàn ở Trường Xuân, huyện Tháp 10 đổ 20 cái giớn nhưng chỉ bắt được vài ký cá nhỏ. Cua và tép Hồng thấy năm nào nước thấp như năm nay, không có cá bán cho người ta ủ mắm. Tôi chỉ lựa tép ra bán giá 50.000 đồng một ký, còn lại cho vịt ăn, ông Đoàn chia sẻ. Nước về bồi bổ phù sa cho cánh đồng năn, loài cây mọc tự nhiên ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp thêm xanh mướt. Ở đây, năn được thu hoạch để ủ gốc kiệu, giúp nhiều người dân địa phương có thêm thu nhập khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Ông Nguyễn Văn Đen ở xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông cùng 17 người khác trong xóm cắt năn từ 4 giờ đến trưa. Khi nhận tiền công họ sẽ chia đều cho nhau. Nghề này cực vì ngâm sốt trong nước mấy bữa trời lạnh còn bị vọt bẻ chân tay. Ông Đen nói kế bên Đồng Tháp, người dân xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An gỡ lưới cá. Năm nay, lũ nhỏ về muộn, bình quân 1.000 mét lưới mỗi ngày chỉ kiếm được 2 đến 3 kg cá. Bằng 1/4 so với những năm lũ lớn, xóm nghề tại đây có hơn 10 nóc nhà. Họ là dân từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp đến tạm cư gần 10 năm nay, mưu sinh bằng nghề câu, lưới, lợp cua, ếch, tép, giớn. Ông Trần Văn Thạnh, 63 tuổi, quê Đồng Tháp, gần 10 năm nay đến Long An che chòi làm nghề đặt lợp cua. Những năm trước mỗi mùa lũ về, ông Thạnh đặt khoảng 500 lợp, mỗi ngày kiếm gần 10 ký cua, thu nhập 400.000 đến 500.000 đồng. Năm nay lũ nhỏ về muộn cùng với dịch bệnh không thể ra khỏi nhà, lợp bị hư hại khá nhiều. Mỗi ngày ông Thạnh chạy vỏ lãi, ghe chuyên dụng ở miền Tây đi đặt 30 cái lợp, kiếm 3 đến 4 ký cua. Có hôm thương lái không đến mua, ông phải cho hàng xóm ăn. Ông Tống Văn Thi, 49 tuổi, xã Tân Lập, Mộc Hóa có 40 chiếc lợp ếch. Mỗi ngày khoảng 17 giờ ông đi đặt, đến 5 giờ hôm sau thu được từ 2 đến 3 ký. Với giá từ 50.000 đến 65.000 đồng, mỗi ngày ông thu nhập khoảng 200.000 đến 300.000 đồng. Dọc các cánh đồng mùa nước những ngày này, dễ bắt gặp những chợ cóc bày bán sản vật miền Tây như ốc bươu và ốc lát ở tỉnh lộ Đờ Thi 844 với giá 50.000 đến 70.000 đồng mỗi ký. Giữa tháng 11, các cánh đồng bắt đầu rút nước ra chuẩn bị xạ lúa đông xuân, cũng là thời điểm báo hiệu mùa nước nổi sắp hết. Lũ lớn hay nhỏ, với người miền Tây cũng là mùa an lành, được nghỉ ngơi sau 3 tháng mùa lúa. Mùa nước nổi là một trong những nét đặc trưng ở đồng bằng sông Cửu Long, thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, tức tháng 8 đến 11 dương lịch. Nước từ dòng Mekong rồi theo sông Tiền, sông Hậu chảy tràn vào đồng ruộng. Mùa lũ bồi đắp phù sa cho ruộng, diệt trừ cỏ dại chuột. Nước cũng mang về các sản vật như cá linh, cua đồng, lươn, rắn, bông súng, bông điên điển. Những năm gần đây, mùa nước thường trễ hơn một tháng, do các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong đã giữ lại. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, lượng mưa đầu mùa trong lưu vực lại thấp hơn mức trung bình nhiều năm đã tác động lớn đến mực nước sông Mekong. Nước không về nhiều ảnh hưởng đến lượng thủy sản tự nhiên do thiếu nơi sinh sản cũng như tác động nông nghiệp ở một số nơi trong lưu vực. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.